Nào, mình hạ lại cái boss này. What's up everyone, welcome back. Chào các bạn, hãy tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục với cả Shopping Redball trong Level 4. Nào, hôm nay chúng ta cùng sang Level 42. Nào, bắt đầu. Rồi, con lợn này. Hạ được con lợn đó rồi. Các bạn mà không để ý nó rơi ngay đấy. Mình ăn cờn dưới vị trí. Vị trí này rất là hay chết. Cẩn thận. Rồi, thì mình... ui. Lại này. Rồi. Mình sẽ đẩy nhẹ nhàng thôi. Rồi, bịt cái đầu vào lại. Lừa của mầm quá dễ dàng, quá ngu. Na, level 43. Ui, ngồi vào quá lại gặp. À, giờ mình phải đẩy cái này lên trên. Mình nhớ là có một cái nút bấm. À, đúng rồi, có một cái nút bấm thật. À, con lợn này. Tí nó mình sẽ dùng đá này đẩy nó. À, giờ thì cứ đẩy cái hộp này lên trên á. Không đủ lực à? Không đủ lực rồi. Thế ra xa hơn một chút. Rồi. Chết. Tôi quá là nguy hiểm. Rồi, level 44. Mình quá là thành thạo. Cảm ơn con lợn. Lợn nó ra giúp mình hạ xuống. Rồi. Ăn cơ này tới vị trí và mình đúng một trái tim. Hurt. Tính sai mất. Sai mất một bước. Rồi. Mình có lợn. Hạ chết. Hạ sạn nó. Ăn cờ và vị trí. Thế đẩy cái bánh này sang. Rồi. Tiếp tục. Thế xăm bot à? Ui, gì dễ quá. Vẫn là cái ôm nòm bot. Nào nào nào. Mà. Ô. Kín chết. Thôi mình sẽ chế thành long ra răng long ba di bộ cái đoạn này rất nhanh như đoàn dự. Bot quay trở lại rồi. Nào phải làm gì nào. Mình ăn hai phát không kịp bị lừa nó. Rồi lừa được nó rồi. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Không thể nào. Chính canh hạ nó. Nhưng mà bất cẩn chết luôn. Rồi. Ô. Còn một trái tim nữa à? Không thể nào. Rồi, ok.
cầu thủ cũng hạ nó. Rồi hôm nay mình kết thúc ở đây. Ngày hôm nay các bạn đã quan tâm theo dõi. Thanks for watching my video.